Đã bảo trì cho update rồi và hãy xem quản lý cộng đồng game Clash of Clans nói gì về bản update này nhá. Let's go. Update đã bắt đầu rồi các sếp ơi, và đây là đoạn video về quản lý cộng đồng game nói về cái bản update này và chúng ta hãy cùng theo dõi nhá. Đá bóng luôn ạ. A new update is here, and you know what that means. A new episode of Clash On. Let's start talking about clans. We have some sweet changes coming up in this update. Starting with clan tagging. Và các bạn biết không, Ferry là quản lý cộng đồng game mới của Clash of Clans. Và đầu tiên thì bây giờ bạn ấy sẽ nói về gắn thẻ clan, thẻ tag khi trò chuyện ấy. Have you ever wanted to tag a clanmate at 3 a.m. because they didn't do their clan war league attack and you're one short from winning the round? Now you can! Clan members can now tag fellow members, leaders, co-leaders, and even the entire clan. But if you're worried about being tagged too often, you can always disable clan chat notifications. Và cái clan chat thì bây giờ gắn thẻ thì các bạn biết rồi, có thể nhắm tới thủ lĩnh, đồng thủ lĩnh này, rồi là các bạn nhắn cả clan hoặc là các bạn nhắn riêng cho từng người các bạn mong muốn. Nếu mà các bạn bị chat nhiều quá thì các bạn có thể bấm tắt nó ở trong cái phần cài đặt thêm. Clan chat notifications in the settings menu. That's not all though. We are also increasing the number of troops you can donate. Bây giờ thì đặc quyền hội của chúng ta cũng đã sự thay đổi. Ở cấp độ 9 thì các bạn có thể thấy là bây giờ các bạn donate được lên tận 50 lính này, 3 spell, 2 cỗ máy với cả là phần thưởng thêm cho war, đó chính là 25%. You finally be able to donate those sweet 50 wall breakers. Okay, now let's talk about pets. We are always trying to add new pets that resemble real life animals, and this time is no different. Bây giờ sẽ đến lượt với cả là linh thú mới. Supercell vẫn thường xuyên mong muốn đưa ra những cái loại con vật ở trong cuộc sống của chúng ta vào trong game. Và lần này thì chúng ta cùng đến với cả là sứa dữ tợn. Angry Jelly is the new Town Hall 16 pet. Angry Jelly will attach your hero of choice and you will deliver long. Sứa giận dữ mở nhà chính Town Hall 16 được các bạn này. Và các bạn có thể thấy là cái kỹ năng của nó có thể diễn ra ở thời gian là 25 giây. Thì nó mắc là ở cấp độ 10 với 35 giây thời gian kỹ năng. Và kỹ năng đặc biệt của nó đó chính là tẩy não. Nó sẽ hướng cho tướng tấn công một công trình phòng thủ sau khi mà nó được thả ra cùng với tướng. Tiếp tục nha. Tức là lúc ở trong nó đang thời gian kỹ năng ví dụ như khoảng 25 giây đến 35 giây ở mắc cấp độ thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi bom bẫy, tấn công hay là gì cả. Nó chỉ tấn công đối thủ khác thôi, chứ còn công trình phòng thủ không có ảnh hưởng đến nó. Nhưng khi mà nó hết cái thời gian kỹ năng thì nó sẽ bị ảnh hưởng, dính bẫy và bị tiêu diệt. Rồi, tiếp tục này. Also happy to share they're adding new levels to several buildings, defenses, pets and troops. Và như vậy là giống như kiểu là cái video mà Supercell lỡ để post ở trên TikTok thì các bạn ấy đã hé độ cấp độ mới cho công trình, rồi là cấp độ mới cho công trình phòng thủ. Thì bây giờ chúng ta có thêm linh thú mới và cấp độ mới của lính nữa đây các bạn nha. Và chi tiết cụ thể về những thông tin, thông số đầy đủ thì các bạn có thể tham khảo trên kênh Akari Gaming. You can also upgrade all of your walls to level 17. And by the way, they still cost resources. Và bây giờ thì bạn có thể nâng lên cấp độ 17 cho toàn bộ tường của các bạn ở nhà chính Town 16 rồi đấy nhá. Và chắc chắn thì nó sẽ tốn rất nhiều tài nguyên đó. Đoạn này là trôn chắc luôn này. Ở chúng ta hãy cùng đến với cả là thay đổi, cải thiện cuộc sống đây này. Bây giờ thì đã có apply về star bonus nhân 4 rồi đây các sếp này. Và nhân 4 về tài nguyên, rồi bây giờ là nhân 4 luôn cả quặng. Tuyệt vời là các sếp này. Còn đây là cái chức năng mà của bên căn cứ thợ xây. Các bạn có thể thấy là cái một mẫu bay có thể là active này, nhưng khi có người khác đánh thì các bạn để cái mẫu bay phòng thủ là một cái mẫu bay khác để tránh cái trường hợp bị copy. We have also made several changes to clan wars. The most noticeable ones being the 35 versus 35 and 45 versus 45 wars are now enabled. Và bây giờ thì khi các bạn đi đánh War, sai đánh về 35 hoặc 45 thì bây giờ đã được kích hoạt trở lại. And also, hero equipment is now taken into account during matchmaking, in addition to Town Hall 11. Và bình thường thì chúng ta... Và bây giờ thì khi mà các bạn đi tìm kiếm War giữa clan bạn và clan đối thủ thì không chỉ so sánh về cái cấp độ của nhà chính nữa, thì bây giờ Supercell còn có cả cái hệ thống thuật toán để có thể check luôn vào cái trang bị của tướng để làm sao đó ghép trận cho cả hai clan nó cân bằng nhất có thể. Tiếp tục nào. Và để có được thêm thông tin chi tiết đầy đủ thì các bạn hãy theo dõi Supercell ở trên các mạng xã hội. Cảm ơn tất cả các sếp rất nhiều nha. Vâng, và như vậy là anh em có cảm nghĩ gì sau khi xem cái đoạn vừa rồi của quản lý cộng đồng game? Và theo mình thì bây giờ đang chuẩn bị update rồi, thì sếp nào mà chưa múc vé vàng thì nhanh tay mà múc lên một cái này. Đấy, giống như em sắm vé vàng đầy đủ, vé sự kiện, gói gem hay là những gói ưu đãi trong cửa hàng mà các bạn bị lộ quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì anh em nhớ tham khảo fanpage Akari Gaming của mình với hơn 149.000 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lộ quốc gia. Còn sếp nào mà tự nạp được rồi thì các bạn bấm một chữ C ở góc trên bên phải màn hình, anh em nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell, sẽ là người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Cảm ơn các sếp rất nhiều về điều này nha. Rồi bây giờ thì làm trận farm, lấy tài nguyên để chuẩn bị đón update nào các sếp ơi. Let's go baby. Nhà này giàu phết nhờ. Mặc dù mình đã full tím rồi nhưng mà thôi kệ. Làm video cho các sếp thì phải tranh thủ múc một cái. Yo man. Công nhận là farm buổi chiều này nó được nhiều tài nguyên hơn hẳn đấy các bạn ạ. Ok. Rồi champion luôn. Bật cuồng nộ, bật gồng quản giáo cho các bạn ấy chạy nhanh phấn khởi luôn đi ạ. Nhấn bản nào sếp ơi. Úi giời. Nhà chính, nhà chính. Bịt cái này lại thêm ngay bình cuồng nộ này. Đúng rồi, nhà chính nó phải bay màu chứ. À, kinh đang bị đốt à? Không được đâu bạn ơi. Tớ chấp nhận tớ bung ra đồ chơi để đóng băng bịt lại nha. Rồi champion của tớ. Thanh niên kinh chạy kịp không em? Có lẽ chạy bạn ơi. Vâng, phải bật gồng mà chạy thôi. Quang độc dường ở chỗ thanh niên kinh. Bật dao bánh luôn. Rồi Rocky Balloon chạy vào đây. Em Inferno một điều đốt ác chiến phết. Hỗ trợ, đúng rồi. Anh em quẩy đi. Rồi champion đang solo với cả thanh niên kinh. Úi rồi kinh bạn đã bị mũi tên băng giá bắn vào tim rồi. Kinh ơi là kinh ơi. Bạn nào đang vào xem tôi đánh đấy. Queen hay lắm bạn ơi. Trời còn chưa bật cả gồng cơ mà. Kinh của mình vẫn đang đứng ở bên này khỏe nguyên ạ. Ôi sợi bật gồng Queen luôn, đục tường cho nó nhanh sang hỗ trợ anh em. Queen của đội bạn, bạn đi ra đây, bạn đi ra đây. Ý sợi, một trận farm giàu tuyệt vời, nhả vía cho anh em đi farm những trận rực rỡ như thế này nhá. Ok, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video và livestream sắp tới nha các sếp ơi. Có thắc mắc gì thì cứ tham khảo trên fanpage Akari Gaming nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc tất cả các bạn đón đợt update thật là vui vẻ nhá. Bye bye.